tập 1. Xanh rồi. Nguy rồi. Đứa bé ra đời cùng với dị tượng. Lẽ nào? Đường tử, đang bỏ ta mạnh đi như vậy sao? Tội nghiệp tôi. Đường tử. Thì khiến cho hoa cỏ héo tàn, đứa trẻ này tương lai sẽ ra sao đây? Đứa bé này ra đời cùng với dị hương, nó sẽ mang đến tai họa. Tuy rằng miếng gấm ngự ma mà ta đã ban có thể giấu được mùi hương trên người của đứa bé, nhưng chỉ có thể bảo vệ được nó bình an 16 năm thôi. Ngày này 16 năm sau, ngươi phải đưa nó lên Thục Sơn bái sư học nghệ. Nhớ kỹ. À, Thanh Hư đạo trưởng. Đứa bé này, con vẫn chưa đặt tên. Đạo trưởng có thể ban tên được không? Đứa bé vừa ra đời, hoa cỏ lụi tàn. Vậy thì ta đặt tên cho nó là Hoa Thiên Cốt. Hoa Thiên Cốt. Ta ra đời tại thôn Hoa Liên. Ta rất yêu nơi đây, vì nơi đây đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh vậy. Nhưng mà thôn dân ở đây đều không ưa ta. Họ nói ta là một tai tinh. Ta chỉ có thể sống chung với cha ở phía ngoài thôn mà thôi. Giờ đây ta đã gần 16 tuổi rồi. Mong ước của ta là có thể có thật nhiều bạn. Có điều... ta thực sự đem lại bất hạnh cho người khác sao? Ta không tin. Chỉ cần trong lòng có hy vọng, sẽ có một ngày có người đến làm bạn với ta. Người đang có nhiều năng lực thì trọng trách gánh vác càng nhiều. Sư phụ ta là Trường Lưu, một lòng tu tiên. Tâm nguyện cả đời của Bạch Tử Hòa ta là bảo vệ chính đạo, giữ Trường Lưu mãi hưng thịnh, hộ tám phương an lành. Ở Trường Lưu này, Ma Nghiêm và Bạch Tử Hỏa có tiền tư cao nhất. Nhưng tính cách của Ma Nghiêm thì hay cố chấp và còn quá nóng nảy nữa. Tử Hỏa, đã qua 16 năm rồi, nhưng con vẫn không chịu nói cho tao biết rốt cuộc thì năm xưa Ngũ Thượng Tiên các con đã xảy ra chuyện gì. Nếu đã như vậy thì ta chỉ có thể truyền dị lại cho con thôi. Ma Nghiêm, Sơn Tiêu Mặt, hai con hãy nhớ phải hết lòng phò tá cho Tử Hỏa. Dạ sư phụ. Tử Hỏa một lòng tu tiên, không màng thế sự, không gánh nổi trọng trách này đâu. Tử Hỏa,
Lúc này thời cuộc đang vô cùng rối ren, phái thất sát lộng hành. Con nhất định phải ngăn cản, không để phái thất sát gom đủ thập phương thần khí, không cho chúng mở cửa hư động giải phóng hồng quang chi lực. Nếu không thế gian sẽ gặp đại họa, chúng sinh sẽ diệt vong. Vì muôn dân bá tánh, vì chính đạo nhân gian, con buộc phải gánh lấy trọng trách này. Sư phụ được biết phái thất sát hiện đã bao vây xung quanh Thục Sơn rồi. Trước khi con nhậm chức trưởng môn, hãy xuống núi tu luyện, tiện thể đi thăm dò một chuyến. Nhưng phải nhớ kỹ môn quy, trong thời gian tu luyện không được sử dụng bất kỳ pháp thuật nào. Còn hãy mau xuống núi đi. Dạ. Tử Quả, năm người chúng ta năm xưa ngao du thiên hạ, hành hiệp trượng nghĩa, tự do vui vẻ biết bao. Nhưng rồi Đông Hoa mất tích, vô cấu ở ẩn, bây giờ để lại đồng ý tiếp nhận chức trưởng môn, cảm giác của Tử Quân và ta ra sao? Để có nghĩ tới hay không? Sư phụ quyết định như vậy rồi, ta làm khác được sao? Tử Hòa, không phải năm xưa huynh đã từng nói chỉ muốn ngao du thiên hạ giúp đỡ chúng sinh, tại sao bây giờ huynh lại quyết định tiếp nhận chức vị trưởng môn chứ? Tiên các người đã hại chết cha ta, ta nhất định phải bắt các người sống công bằng cha. Để trả mối thù giết cha, ta đã đợi 16 năm rồi. Bạch Tử Quả, luận võ công ngươi là thiên hạ đệ nhất, ta không thể giết được ngươi. Xem đi, cuối cùng thì ta cũng đã tìm ra được sinh tử kiếp của ngươi rồi. Thank you.
Ngươi làm gì vậy? Lấy thuốc cho cha. Được rồi, đi theo ta. Bên này. Thục Sơn kết giới. Cha. Cha. Cha tỉnh lại đi mà. Cha. Cha tỉnh rồi. Đa tạ huynh. Con gái như này là ai vậy? Quỳnh ấy, hồi nãy trên đường đi con bị kẻ xấu đuổi giết. May mà Quỳnh ấy đã ra tay cứu giúp. Tại hạ Mạc Băng, hành tẩu giang hồ, đúng lúc qua đây. Là Mạc công tử, đa tạ. Cha. Không cần ngồi dậy, ta đi sắc thuốc, đưa thuốc cho ta. Nè. Tiểu cô, cha sắp phải đi rồi. Sau khi cha đi, con hãy chăm sóc bản thân cho tốt. Cha, cha đừng nói nữa. Cha nhất định sẽ không sao. Mau lo cho cha người đi. Cha. Phan đại ca, huynh đừng lo cho cha con muội, huynh chạy trước đi. Ra ngoài đi. Để ta đi lấy nước. Được. Cha, cha không sao chứ? Tử Huân, đa tạ muội. Không cần. Chỉ là muội hay thích lo chuyện bao đồng thôi. Tiểu cô, con đừng trách họ. Họ đang sợ hãi. Thật ra họ không hề biết bản thân họ đang làm cha, gì. Cha đừng nói nữa mà. Con phải nhớ kỹ, sau này nhất định phải tới Thục Sơn. Cha, con biết rồi. Đến Thục Sơn tìm Thanh Hư đạo trưởng. Cha, khi nào cha khỏe lại rồi con sẽ đi mà. Tuyệt đối không giúp huynh cứu người đâu. Cha, Mạc đại ca, muội phải làm sao đây? Muội phải làm sao đây, Mạc đại ca? Theo ngôn quy của Trường Lưu, trong lúc tu luyện không được phép sử dụng pháp thuật. Muội muốn thử xem, người xưa nay luôn vì thiên hạ chúng sinh là bạch tử quả, giữa chức vị trưởng môn và tính mạng con người, huynh sẽ lựa chọn thế nào đi? Tử Huân. Bye.
Tại sao người trong thôn lại căm ghét ngươi như vậy? Muội vừa được sinh ra thì mẹ muội qua đời. Máu của muội quỷ hoại qua cỏ, dẫn dụ yêu ma. Người ở trong thôn nói muội chính là yêu quái. Cha con muội phải sống ở ngoài thôn để tránh sự đuổi bắt của dân làng. Muội là một tai tinh, bất cứ ai ở bên cạnh muội sẽ gặp phải tai họa. Thì ra là như vậy. Không sao đâu, trước giờ đã như vậy nên muội cũng quen rồi. Nhưng nhiều khi muội cảm thấy rất buồn, cũng muốn khóc cho nguôi ngoai. Nhưng muội bẩm sinh không có nước mắt, nên dù có muốn khóc cũng không khóc được. Vậy ngươi có trách họ không? Như lời cha muội nói, chỉ là do họ sợ hãi. Họ sợ bản thân mình bị hại, và cũng sợ người nhà bị hại. Họ không hề có lỗi. Người sai chính là muội. Có lẽ muội không nên có mặt ở trên đời này. Vậy sau này ngươi có dự tính gì? Trước khi qua đời, cha muội có căn dặn tới Thục Sơn tìm Thanh Hư đạo trưởng. Ở đây có một ít ngân lượng, ngươi cầm lấy. Đi đường cẩn thận. Mạc đại ca, còn 3 ngày nữa là tới sinh thần của muội. Không biết là huynh có thể ở lại tới lúc đó rồi mới đi có được không? Muội không có bằng hữu nào hết. Mấy năm trước sinh thần của muội còn có cha, nhưng bây giờ cha muội đã... Khi hoa đào đang nở rộ, muội hết một ít mang về nấu canh hoa đào cho huynh nè. Huynh dùng thử đi. Muội thấy sao? Có ngon không? Ngon lắm. Muội hãy giữ thanh kiếm này để mà phòng thân. Huynh cho muội sao? Đa tạ huynh, Mạc đại ca. Coi như đây là quà sinh thần của muội. Muội chưa bao giờ có được món quà nào tuyệt vời như vậy. Ta dạy muội một bộ kiếm pháp. Trên đường muội tới Thục Sơn có thể sẽ gặp không ít nguy hiểm. Bộ kiếm pháp này sẽ giúp muội phòng thân. Cô nương này bây giờ đã tứ cố vô thân. Lần này cô ấy tới Thục Sơn, không biết sẽ phải gặp chuyện gì. Ta chỉ có thể giúp cô ấy chừng đó thôi. Chuyện sau này chỉ có thể thuận theo ý trời. Mạc đại ca, muội nấu xong rồi, chúng ta có thể ăn cơm. Được. Thiên cốt cô nương, hôm nay là sinh thần của muội, ăn bánh bao này mới xem là viên mãn. Đại ca, sắp tới huynh định sẽ đi đâu? Không biết sau khi đi Thục Sơn về, muội còn có thể gặp huynh không? Nếu có duyên sẽ gặp lại. Thiên cốt cô nương,
Chúng ta ai cũng có con đường riêng của mình. Ta còn gánh vác nhiều trọng trách. Hôm nay từ biệt, không hẹn tương phùng. Đại ca đi rồi. Tại sao chứ? Tại sao đi mà không nói một tiếng với mình? Lễ tiếp nhận chức vị tân trưởng môn Trường Lưu xin được bắt đầu. Xin mời tân trưởng môn. Tuyên đọc trưởng môn quấn giới. Một, không tham. Hai, không giận. Ba, không yêu. Trao trưởng môn cung vũ. Các con hãy nhớ, cái mà các con phải gánh vác trên vai không chỉ một người, mà là cả chúng sinh thiên hạ. Sao giờ này mình không còn nhớ rõ hình dáng của Mặt đại ca nữa? Do mình mệt mỏi sao?
Củ cải đỏ. Ta đã thấy những thứ không nên thấy. Đồng phương Úc Khanh ta không hề có ý thức thố. Nếu mạo phạm xin cô thứ lỗi. Trời ơi. Tiểu sinh vô cùng xin lỗi. Nếu cô đừng không chịu tha thứ, tại hạ sẽ ai đấy đến chết mất. Xin cô đừng trách phạt. Chuyện đó chỉ là vô tình thôi, nên ta không trách quên đâu. Vậy ta đi trước nha. Nè cô đương. Bây giờ cô tính đi đâu hả? Ta nói cô biết, trong vòng mấy dặm quanh đây chỗ nào cũng là rừng núi hoang vu, sơn tặc thường xuyên xuất hiện. Cô phải cẩn thận đó. Ta biết rồi, đa tạ huynh. Cô nương. Ôi, huynh đừng có cản đường ta nữa, Tú Tài đại ca. Ta có việc phải đi mà. Tôi đã đắn đo cũng rất lâu, cân nhắc cũng rất kỹ. Cuối cùng ta đã chọn được một kế sách vẹn toàn để bù đắp chuyện thất lễ lúc nãy đó. Tại hạ Đông Phương Úc Khanh, xin thề với trời, sau khi được đề tên trên bản vàng, nhất định sẽ cưới cô nương làm vợ. Cô nương, ta chưa biết tên cô là gì, sống ở đâu. Giờ ta viết giấy kết thân, cô đồng ý nha. Cô nương. Đừng có đi theo ta nữa. Nè, cô nương, đợi ta với cô nương. Không phải như cô nghĩ đâu, nghe ta nói nè. Đừng có chạy nữa cô nương à. Nè, cô nương. Trời ơi, chạy chậm chậm thôi. Nghe ta nói nè, cô nương à. Mặc kệ hắn ta, cuối cùng cũng thoát rồi. Mệt chết đi được. Cô cái này ngon không hả? Rất là ngon. Nè, cô nương muốn đến Thục Sơn hả? Quên bế hả? Ê, lối vào lãnh địa Thục Sơn có đạo pháp bảo hộ, đó là kết giới đó. Không phải người của phái Thục Sơn sẽ không vào được. Nè, ở đây ai cũng biết chuyện này, tại sao cô lại không biết chứ? Cô nương chắc từ nơi khác tới hả? Như vậy nghĩa là có dùng cách nào ta cũng không vào được. Cũng không phải là hết cách. Trong thành giao ca dưới chân núi này có một tòa dị hữu cát. Nghe nói các chủ đó chuyện gì cũng biết hết, chỉ cần nhận được cống phẩm ưng ý, các chủ đó nhất định sẽ chỉ điểm. Nè, hay là ta và cô nương cùng tới đó nha, được không hả? Cô nương, ta có nói cái gì sai đâu chứ? Cống phẩm của ngươi được đó, hãy mang vào trong đi. Được. Thank you.
là con gái của Bồng Lai trưởng môn Nghe Mạn Thiên. Hôm nay ta có việc quan trọng muốn gặp các chủ. Nghe nói ngày ấy thích nhận lễ vật có đúng không? Ta có mang tới đây kỳ trân dị bảo. Wow. Chúc lòng thành xin hãy nhận cho. Hôm nay các chủ chỉ nhận củ cải đỏ thôi. Xin cô nương hãy về đi. Chuyện mà ta muốn làm, từ khi nào tới lượt một hạ nhân như ngươi lên tiếng chứ? Tiểu cô nương, hả? Hãy vào trong đi. Tỷ tỷ à, muội chỉ có củ cải đỏ cũng vào được sao? Đây là quy tắc của vị hữu cát. Bây giờ cô có vào hay không đây? Người dám đột nhập vào cấm địa vì hữu cát? Thì ra không phải là ma. Làm ta hết hồn. Ta xin lỗi. Ta đi ngay đây. Ngươi đã biết được bí mật trong vì hữu cát của ta. Ngươi nghĩ là ngươi có thể đi được sao? Ta tuyệt đối không có nói ra đâu. Nếu như ta nói ra, ta sẽ chết không yên hơn. Chết hay là sống, ngươi nghĩ ngươi có quyền lựa chọn hay sao? Ngươi xâm nhập vào vì hữu cát thì phải trả giá bằng giọt máu này. Vậy ta ra ngoài nha. Đi sao? Cống phẩm của ngươi ta đã nhận. Thứ mà ta muốn ta cũng đã lấy được rồi. Ngươi không hỏi gì mà đã vội đi. Không phải là quá lãng phí sao? Ngài ạ, ngài là vị hữu quân. Nghĩ ra rồi hả? Ngươi muốn hỏi gì đi? Ta muốn tới Thục Sơn. Nhưng ta
Lần này tới Thục Sơn, cho dù với mục đích gì, ngươi cũng sẽ thất vọng thôi. Nếu biết trước tới Thục Sơn không đạt được điều gì, ngươi vẫn đi chứ? Tất nhiên là đi. Đây là di nguyện của cha ta, ta nhất định phải hoàn thành. Đây là Thiên Thủy Tích, nó được kết tinh từ nước mắt của Phượng Hoàng, trong đó còn có giọt máu của ngươi. Nó sẽ giúp ngươi xuyên qua kết giới của Thục Sơn một cách dễ dàng. Thật sao? Vậy là ta có thể tới Thục Sơn rồi. Bảo bối ở Dì Hữu Cát này không chỉ đưa ngươi tới được Thục Sơn thôi đâu. Ngươi đi đi. Ta có thể hỏi thêm ngài một điều nữa không? Ngươi muốn hỏi gì đây? Ta có một bằng hữu, không biết khi nào ta mới có thể gặp lại được huynh ấy hả? Bằng hữu là Tình Lan sao? Không phải đâu. Ở trên thế gian này, ngoài cha của ta ra, chỉ có huynh ấy là tốt với ta. Ta muốn gặp lại huynh ấy lần nữa, để nói với huynh ấy một tiếng cảm ơn. Cho ngươi biết cũng được, nhưng theo quy tắc của Dị Hữu Cát, mỗi đáp án cho một câu hỏi đều có một cái giá phải trả. Vậy bây giờ ngài muốn gì? Thật ra ta muốn lấy bí mật của ngươi làm điều kiện trao đổi. Bí mật hả? Được rồi, hôm nay ta ban cho ngươi một ân tình. Cái giá này để lúc khác ta sẽ tìm ngươi đòi lại sau. Thật sao? Đa tạ ngài. Ngươi chưa biết cái giá phải trả là gì mà. Tóm lại, tìm người đó không khó, tới Trường Lưu là được. Trường Lưu? Tới đó là có thể gặp lại được huynh ấy hả? Tốt quá rồi. Sau khi tới Thục Sơn hoàn thành di nguyện của cha, ta sẽ tới Trường Lưu tìm huynh ấy. Đa tạ Dị Hữu Quân chỉ điểm. Quả nhiên là không gạt mình. Thất Sát Phái đang tiến đánh Thục Sơn, chắc chắn là vì Thuyên Thiên Liệm. Nhà đầu này là ai đây? Có cần phải đệ tử tới Thục Sơn chi diện không? Ta nghĩ là không kịp nữa rồi. Ta phải tới Thục Sơn. Sao những đạo sĩ này đều bị giết vậy? Thành Thủy đạo trưởng đâu rồi?